À, hello anh em, thì hôm nay em có làm cho anh Đồng nhá, ở trong Trảng Bàng Tây Ninh này, một con Cricket V2 VIP nhá, đây cũng màu đen nhá, khách đặt mình làm này, mình đã đắp mạch xong nhá, đấy, đắp bằng chân đồng hết nhá, bằng dây đồng vào mạch nhá, ok, làm đảm bảo. Đấy, thì giờ mình vào vỏ và test cho anh Đồng xem video nhá, anh bảo yêu cầu làm video này, đấy. À, hello anh em, thì con máy này là của anh Đồng nha, sau khi em đã vào vỏ nha. Đấy thì V2 VIP này thì tụ băm nó sẽ nhiều hơn, nó sau sẽ 6 tụ nha. Thì em làm video hướng dẫn chỉnh tất cả các thứ rất là nhiều rồi, thì bây giờ chỉ test tiếng máy nghe cho anh em nghe này. Con máy của anh Đồng này, cũng cho anh Đồng nghe nhá. Đấy, kéo cáp nha. Anh đạp thông luôn. Cảm nghe 65. À, biến áp là 65 nhá. Tụ 450V 680 mi. 6 tụ băm. Đấy, V2 VIP nhá. Đạp thông luôn, bảo hành sửa chữa thoải mái trong vòng 1 năm. Anh em đừng chập vật, không nước vào. Đấy, các lỗi khác cháy hỏng alo mình. Đấy, kéo ở vùng bùn thì để ý một chút. Kiểu nó bùn dày thì nó gạt máy, anh em để ý nóng máy quá thì giảm tần số xuống nhé, căng quá kéo chỉ kéo tầm khoảng 8-85 thôi, nếu mà chuyên về lăng thì tầm khoảng 70 đấy, còn đánh cả cá chép, cá trắng, cá chấm thì cho tầm 85 đấy. Chế độ đánh vạt này, đánh cáp này, đấy cái này đánh cáp được luôn nhá, đánh cáp nương nông này, đánh vạt cũng được, cáp nông nhá, cáp nông cái này rất là ngon, cáp nông 5 mét đổ lại ngon này. Đấy, máy gửi đi thì em test tiếc đàng hoàng, mạch miết đắp đầy đủ, test chạy ok, nói chung có vấn đề gì em xử lý luôn, nên anh em yên tâm nhá. Bán rất là nhiều, khách đánh lăng ngon lắm. Chép thì nổi đẹp. Ok anh em nhá, anh em nào cần máy thì liên hệ mình qua số điện thoại 0969 44 93 2, các bạn Zalo mình nhá. Chào anh em nhá.